Một ngày vui của câu lạc bộ quan họ Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Người chỉnh trang y phục cho tươm tất, người chuẩn bị cau trầu đón bạn cho đủ đầy. Bởi hôm nay, câu lạc bộ tổ chức phục dựng một buổi hát chúc hát mừng theo lề lối cổ. Hát chúc hát mừng là một trong bốn lối chơi tiêu biểu của người quan họ, gồm hát thờ, hát canh, hát hội, hát chúc hát mừng. Người quan họ có tục kết trạ từ xưa, mỗi khi nhà ai có việc vui thì các đội quan họ bạn lại được mời đến giao lưu chúc mừng gia chủ. Quan họ đôi bên đều có lời chào, lời chúc ý nghĩa cho từng việc vui khác nhau. Và trong những ngày vui ấy, người quan họ đều cất lên những lời ca góp vui cho gia chủ. Những lời ca cất lên ngày hôm đó đều mang ý nghĩa tốt đẹp gửi tới gia chủ, được gọi là hát chúc, hát mừng. Dần dần, nó trở thành một lối chơi tiêu biểu của người quan họ. Khi các bọn quan họ gặp nhau, tùy theo hoàn cảnh gặp gỡ mà buổi hát chúc hát mừng lại có khung cảnh riêng. Khi thì hát ở cổng làng, khi thì hát ở nhà chứa hoặc các nhà riêng của một thành viên quan họ, lúc thì lại ở chính trung tâm nhộn nhịp đông đúc. Hôm nay, cảnh hát chúc hát mừng được câu lạc bộ quan họ Hoài Trung phục dựng lại diễn ra tại nhà thờ của gia đình một thành viên của câu lạc bộ. Nội dung buổi hát hôm nay là hát mừng nhà mới, hát chúc thọ và hát mừng đám cưới. Trong hát chúc, hát mừng, đôi bên chỉ được sử dụng giọng la rằng, không ca những giọng lề lối khác trong quan họ, như giọng lẻ, giọng vặt, giọng giã bản. Khi hát chúc, hát mừng, các bài bản là cùng giai điệu âm nhạc, nhưng lời khác nhau. Nội dung chủ yếu là chúc sức khỏe, tài lộc, may mắn, mừng năm mới. Không khí ca phải vui nhộn, tránh những bài có nội dung, lời ca trách móc, ai oán, than thân trách phận. Người quan họ dùng câu ca để thay thế cho những lời chúc mừng thông thường trong cuộc sống. Qua thời gian, những lời ca quan họ vẫn còn đó, nhưng những buổi hát chúc, hát mừng diễn ra bài bản thì rất hiếm khi được tổ chức nữa. Và buổi phục dựng hôm nay là một việc làm ý nghĩa của câu lạc bộ quan họ Hoài Trung để thêm lan tỏa tình yêu quan họ trong mỗi thành viên câu lạc bộ cũng như cộng đồng. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện ngày mới. Kính thưa quý vị, hát chúc hát mừng là một trong những lối chơi của người quan họ, bên cạnh những lối chơi khác như là hát thờ, hát canh hay là hát hội. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nét đẹp của lối hát chúc hát mừng này, và người sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện này xin được giới thiệu tới quý vị đến anh Dương Đức Thắng, tới từ câu lạc bộ quan họ Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cảm ơn anh Thắng ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán giả. Để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì anh Thắng có thể chia sẻ với quý vị khán giả về nét đẹp của lối chơi quan họ nói chung được không ạ? Trong cái lối chơi của quan họ thì có bốn cái lối chơi chính. Một là lối chơi là ca thở. Hai là hát canh. Ba là hát hội. Bốn là hát chúc hát mừng. Thì ở trong bốn cái lối chơi này là cái gì cũng độc đáo, cũng đều có ý nghĩa. Thế do vậy là quan họ đến trường tồn đến ngày hôm nay là cũng là vì là bốn cái lối chơi đó. Thế do vậy là ở Hoài Trung thì vẫn giữ gìn được cái lối chơi của các cụ ngày xưa. Anh Thắng có vừa nhắc tới hát chúc hát mừng, một trong bốn lối chơi của người quan họ. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái nét đẹp của cái lối chơi này ạ? Ví dụ mà gia đình bạn mà có những cái việc vui, chẳng hạn như là khánh thành nhà mới này, khao con đỗ đạt, rồi chúc thọ cho bố mẹ, làm lễ tân gia, thì trước tiên là phải đi có nhời mới mời quan họ là trước vài ba ngày.
Thế là sau đó rồi thì khi mà đã nhận được lời mời của các liền anh liền chị của quan họ sở tại là mời mình đấy, thì mình sẽ chuẩn bị. Bọn quan họ làm thì mời các anh hai đến, bọn quan họ lữ thì phải mời bọn quan họ lữ đến để bàn. Bàn thì là cắt cử, ví dụ là tới là các chị này đã đi thì đi thì lại phải tập bài, thì làm sao ví dụ là hôm tới mà có là thầy mẹ bạn quan họ mà chúc thọ thì lại phải tập những cái bài mà có nội dung đến là chúc tụng khao lão của bố mẹ quan họ, thì bắt đầu là phải tập sự đấy, tập một vài ngày làm sao là nhuần nhuyễn nên để là hát là chúc mừng bố mẹ. Đấy, đấy là có một cái quy định chung. Ví dụ là tùy theo bối cảnh là quan họ mời nhau thì quan họ sẽ là tập luyện. Mình ôn luyện nó khoảng nó một buổi tối thì ngày mai đi là sẽ ca nó tốt đẹp hơn. Để có những cái canh hát như vậy thì mình sẽ có những lựa chọn những cái bài hát nào để cho nó phù hợp ạ? Cũng là tuy rằng hát chúc ăn mừng, thế nhưng mà nó lại tùy thuộc là theo cái bối cảnh. Chẳng hạn như là hát chúc ăn mừng về nhà mới thì lại phải có một cái bài là nói về cái nội dung của nhà mới. Thế là ví dụ chẳng hạn như là hát mừng đám cưới thì cũng lại phải có một nội dung để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Hoặc là cũng hát chúc hát mừng nhưng mà lại hát ở ngày hội xuân thì cũng lại làm sao lại phải cho nó có một cái những cái bài để nó hợp với cái bối cảnh. Thế do vậy là quan họ Bắc Ninh các cụ nói câu là có tinh mới tưởng ở chỗ đó. Ví dụ như là cũng là ca chúc ca mừng về cái vấn đề là về lễ tân gia thì cái thơ thì nó lại phải khác. Ví dụ chẳng hạn như là thoạt chân em bước vào nhà, trong nhà vui vẻ thật là xinh xao, nhà người vừa đẹp lại cao, trong nhà chạm vẽ biết bao nhiêu tiền, nhà người lắm bạc nhiều tiền, đông con nhiều cháu như tiên non bồng. Hát về cái nội dung là hát đám cưới thì phải là sông ngân mượn thợ bắc cầu, dọn đường đưa rể đón dâu về nhà, trong nhà làm lễ gia tiên mà ngoài sân làm lễ kết duyên vợ chồng. Đấy là nói về cái nội dung về cái vấn đề là ý nghĩa là làm sao là chúc cho đôi lứa là trăm năm hạnh phúc. Hoặc là ví dụ là ý nghĩa những cái bài mà hát về cái mừng đám cưới, tức là chúc mừng tổ ấm gia tiên, chúc mừng là hai họ là kết duyên châu trần. Đấy, tức là nói là về cái vấn đề là đạo hiếu làm người, mà đạo hiếu là dạy dân những cái người mà khi mà đi làm rể người về làm dâu ấy, là phải cho tròn chữ hiếu. Thế còn mà khi mà cũng là hát chúc hát mừng nhưng mà mừng thọ bố mẹ của mình hoặc là bố mẹ của bạn chơi với mình thì lại có một câu là bước sang năm mới tháng xuân mà chúc ông trăm tuổi, mà chúc bà bách niên, chúc cho là dâu rể thảo hiền và đông con nhiều cháu như tiên năm bổng. Đấy là những cái câu các cụ là rất là thâm túy mà thấy là rất là hay, và đúng là đến bây giờ là chúng em vẫn thấy là nó vẫn là xác thực với giữa là người quan họ và giữa người đời thường với nhau. Để có thể tổ chức được một canh hát chúc hát mừng thì câu lạc bộ quan họ Hòa Trung đã phải đi tìm hiểu những tư liệu như thế nào để có thể tổ chức được đúng với cái tính chất của một canh hát ngày xưa ạ? Thứ nhất là cũng là sinh ra một gia đình có truyền thống quan họ, cũng là có ảnh hưởng là giữa là ông bà nội. Thế mà hai nữa là chúng em là cũng là đi sưu tầm và tìm tòi, không những là các cụ ở trong làng và tìm tòi những các cụ là hiểu biết ở các làng quan họ gốc. Cái đấy là cái chính. Thì để mình làm sao mình có thêm được một số cái kiến thức kết hợp là giữa cái tài liệu mà mình đã sưu tầm được, kết hợp vấn đề là mình đi sưu tầm thực tế, thực hành của các cụ. Thế do vậy thì bây giờ là chúng em cũng có một cái kho tư liệu. Thế do vậy thì cái vấn đề mà phục dựng thì về cái kiến thức chuyên môn thì chúng em là không đáng ngại. Vâng, và sau khi mà đã có những cái tư liệu mà anh Thắng vừa chia sẻ đó thì câu lạc bộ quan họ Hòa Trung đã lên ý tưởng để phục dựng cái canh hát chúc hát mừng này ra sao? Chúng em có ý tưởng cái bởi vì là giờ hiện nay là mình đã có một cái số vốn, mình đi sưu tầm các cụ ở các làng. Thứ hai nữa là cái vốn của ông bà, thì cái lúc đấy thì cũng phải suy nghĩ là cái và tại sao mà các cụ ngày xưa mà giữ gìn được như thế, mà các cụ ngày xưa là rất khó khăn, thế mà mình bây giờ mình lại không giữ được và không lan tỏa mà mình lại không quảng bá được, thì cái đấy là cái có tội với các cụ. Làm những cái này thì không phải là một câu lạc bộ làm được đâu,
tức là mình phải chung tay vào nhiều câu lạc bộ để giao cho mỗi người một mảng thì mới làm được. Bây giờ là quan họ là lan tỏa không những ở trong 49 làng mà ngoài ở trong tỉnh cũng giờ mấy trăm câu lạc bộ thực hành. Thế giờ cả nước đấy biết hát với quan họ. Đấy cái này thôi là chúng em cũng là rất là vui mừng. Vui mừng ở cái chỗ là ngày xưa thì quan họ nó gói gọn ở trong làng. Thì bây giờ là đã lan tỏa ra ngoài tỉnh như cả thế giới. Mình thôi thì mình cũng dốc lòng để mình làm sao phục dựng cho bằng hết. Để tổ chức phục dựng được một canh hát chúc hát mừng như thế này thì cần cái sự đồng lòng nhất trí của rất là nhiều những thành viên. Bởi vì không chỉ có thành viên của câu lạc bộ quan họ Hoài Trung mà còn có nhiều thành viên của các liền anh liền chị tới từ các làng quan họ khác nữa. Mà anh Thắng cũng vừa có chia sẻ đấy là cái sự tập hợp được cũng rất là khó khăn đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái sự đồng lòng của các thành viên, những người yêu quan họ. Tập hợp được các anh chị em thì rất là khó để mà đồng lòng. Thế nhưng mà cũng rất là may mắn và tự hào cho câu lạc bộ chúng em là được các anh, các chị ở các câu lạc bộ rất là quý, quý trọng. Có thể là nhiều cái là các anh, các chị còn thậm chí còn chung tay đóng góp với mình để làm được một cái sự kiện này là cái là cũng phải đồng lòng. Đồng lòng là tức là hiểu nhau này và thông cảm cho nhau, chia sẻ cho nhau thì mới được. Các anh hai chị hai đều là bận đến mấy thì bận mà vẫn là chung tay để mà giữ gìn và bảo tồn. Đấy là cái mừng lớn nhất là ở câu lạc bộ, là được các anh các chị ở các câu lạc bộ là đồng lòng và phối kết hợp cùng với câu lạc bộ để phục dựng một cái nối chơi hát chúc hát mừng. Vậy thì trong thời gian sắp tới thì câu lạc bộ quan họ Hoài Trung sẽ có kế hoạch hay là cái mong muốn gì không để có thể phục dựng được những cái canh hát chúc hát mừng khác hay là những cái canh hát khác nữa của người quan họ để có thể tiếp tục lan tỏa cái di sản văn hóa này? Câu lạc bộ quan họ Hoài Trung thì luôn luôn là thứ nhất là lấy cái nền móng của các cụ là cái chính. Thứ hai nữa là để mình phát triển là theo cái xu hướng. Thì chúng em thì luôn luôn là mong muốn làm sao là cái gì các cụ ngày xưa có thì mình phải phục dựng cho bằng được. Để chẳng hạn là tới là chúng em sẽ là phục dựng lại lốt cái gọi là hát hội. Đấy. Bởi vì là hát canh thì là phục dựng rồi này, ca thờ là rồi này. Để hôm nay là hát chúc ăn mừng rồi này. Thế còn là cái là cũng đã bàn với một số các anh chị tới là chúng em là sẽ là phục dựng lại cái hát hội cho đúng nguyên bản. Và một cái độc đáo nữa là có một cái là hát cầu đà. Thì cũng là cái này là chúng em rất chăn trở. Thế một cái phương hướng là cũng sẽ tới là cũng lại phải phục dựng là cái là hát chúc tức là hát cầu đà. Cái đấy là độc đáo. Cũng mong muốn làm sao là các anh hai chị hai và tất cả những các câu lạc bộ mình có những cái gì vốn quý thì để cùng chung tay và đóng góp để lan tỏa cho quan họ nó không bị mai một đi, những cái lối chơi mà độc đáo của các cụ nó không bị mai một. Thứ hai nữa là mình để làm sao là quảng bá cho là thế giới ta biết là những cái là di sản văn hóa của quan họ ngày xưa là các cụ chơi nó có cái nhiều cái độc đáo như vậy. Đấy, cái đấy là chúng em cũng rất là trăn trở. Nhưng thôi thì cũng khắc phục khó khăn đến mấy thì chúng em phải khắc phục làm sao mà làm cho bằng được. Dạ vâng, đó là những cái mong muốn, cái khát khao của những người yêu quan họ, một di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận đúng không ạ? Hy vọng rằng là anh Thắng cũng như là câu lạc bộ quan họ Hoài Trung thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động nữa để tiếp tục lan tỏa quan họ trong cộng đồng. Cảm ơn anh Thắng ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình. Và kính thưa quý vị, những chia sẻ của anh Thắng thì chắc hẳn là đã giúp quý vị hiểu thêm về lối hát chúc hát mừng của người quan họ, cũng như là hiểu thêm về những cái nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa quan họ nói chung. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.